chào mừng quý vị đang đến với kênh vn youtuber thưa quý vị cựu ngoại trưởng mỹ henry kissinger đã gặp bộ trưởng quốc phòng trung quốc lý thượng phúc tại bắc kinh theo thông tin được cnn trích dẫn từ bộ quốc phòng trung quốc ông kissinger đã gặp ông lý thượng phúc với tư cách cá nhân theo lời người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ matthew miller ông kissinger đã đóng vai trò chính trong quá trình mỹ nối lại quan hệ với trung quốc khi ông làm cố vấn an ninh quốc gia trong chính quyền nixon chuyến đi này của ông đến thủ đô trung quốc diễn ra sau một giai đoạn căng thẳng giữa mỹ và trung quốc và sau khi chính phủ mỹ đã có các nỗ lực trong những tháng gần đây để ổn định lại quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nhiều quan chức cao cấp trong chính quyền mỹ đã đến trung quốc trong tháng qua chính phủ trung quốc đã dứt khoát cự tuyệt các liên lạc cấp cao giữa quân đội hai nước họ đã từ chối cuộc gặp giữa ông lý thượng phúc với người đồng cấp mỹ lloyd austin tại đối thoại shangri la diễn ra vừa qua dù cho hai quan chức đều đã có bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh này ở singapore theo thông tin từ phía trung quốc kissinger đã nói ông ở bắc kinh như một người bạn của trung quốc và rằng nước mỹ và trung quốc nên loại trừ những sự hiểu lầm cùng tồn tại hòa bình và tránh đối đầu ông kissinger cũng được phía trung quốc đưa tin là đã nói rằng lịch sử và thực tế đã nhiều lần chứng tỏ rằng dù mỹ hay trung quốc đều không thể quay phía bên kia là kẻ thù. Matthew Miller, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, đã chỉ ra rằng Ngoại trưởng Antony Blinken đã biết về cuộc gặp của ông Kissinger với ông Lý Thượng Phúc trong các cuộc gặp của ông với các quan chức Trung Quốc ở Bắc Kinh tháng trước. Miller nói trong cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Mỹ rằng Chúng tôi đã biết Henry Kissinger đang đi Trung Quốc. Chúng tôi biết việc đó trong các cuộc gặp của Ngoại trưởng Blinken khi chúng tôi ở Trung Quốc các quan chức Trung Quốc đã đề cập rằng ông ấy có kế hoạch đến, như ông ấy đã làm nhiều lần trong nhiều năm nay với tư cách cá nhân. Miller nói, ông không biết về bất kỳ cuộc nói chuyện nào được lên kế hoạch với Kissinger, nhưng nói rằng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu một lúc nào đó ông ấy báo cho các quan chức ở đây về những cuộc nói chuyện của mình. Ông ấy đã làm như thế nhiều lần trong nhiều thập kỷ trở lại đây. Khi được hỏi liệu việc ông Kissinger lập gặp ông Lý Thượng Phúc có vấn đề gì không khi mà ông Phúc vẫn đang bị Mỹ trừng phạt. Ông Miller nói, Chúng tôi sẽ phản đối bất kỳ ai vi phạm các lệnh trừng phạt của chúng tôi, nhưng tôi không cho rằng một cuộc gặp là vi phạm những trừng phạt đó. Trong thực tế, chúng tôi đã nói rằng chúng tôi tin Bộ trưởng Quốc phòng của chúng ta có thể gặp vị Bộ trưởng Quốc phòng bị trừng phạt đó, và điều đó là phù hợp. Quý vị thân mến, việc ông Kissinger đi thăm Trung Quốc với tư cách cá nhân là chuyện rất bình thường, nhưng chỗ không bình thường là hiện nay ông ấy đã ở tuổi 100, đã cách xa thời kỳ mà ông ấy tham gia chính quyền tới gần nửa thế kỷ. Vậy mà Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc vẫn dành thời gian để đón tiếp. Chúng ta cũng biết rằng bản thân ông Lý Thượng Phúc và ông Kissinger về mặt cá nhân không hề có quan hệ gì riêng nên cuộc gặp gỡ này hẳn là phải có một mục đích chính trị nào đó. Rất có thể ông Kissinger đóng vai trò một trung gian không chính thức để đến làm việc với Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhằm đưa ra các yêu sách có đi có lại nếu như Mỹ bỏ trừng phạt đối với ông Lý Thượng Phúc. Ở cấp độ rộng lớn hơn, sự xuất hiện của ông Kissinger ở Trung Quốc còn có tính chất biểu tượng. Những năm 1970, Kissinger từng nhiều lần bí mật đến Bắc Kinh để dàn xếp cho chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nixon vào năm 1972, mở đầu thời kỳ tan băng trong quan hệ Mỹ-Trung. Do vậy, lần này ông Kissinger xuất hiện trở lại ở Bắc Kinh, tuy nói là với tư cách cá nhân, nhưng lại gặp gỡ Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, thì đây cũng có thể hiểu là một cử chỉ nhằm bày tỏ thiện chí muốn hạ nhiệt căng thẳng với Trung Quốc. Tại sao Mỹ lại muốn xuống thang với Trung Quốc vào lúc này? Trên bối cảnh rộng lớn hơn, tôi cho rằng có hai nguyên nhân. Thứ nhất là do cuộc chiến tranh ở Ukraine. Trung Quốc tuyên bố trung lập, nhưng vẫn được ngầm hiểu là một đồng minh hỗ trợ cho Nga. Cuộc chiến tranh đến lúc này đang ở thế rằng co bế tắc. Phương Tây đã đổ rất nhiều tiền của viện trợ cho Ukraine, nhưng tiến triển cuộc phản công đến nay vẫn chưa được như mong đợi. Khả năng dùng quân sự để đánh bại Nga trên chiến trường có lẽ là khó khăn hoặc ít nhất là lúc này điều đó chưa xuất hiện. Trong bối cảnh này, Mỹ tìm đến Trung Quốc có thể nhằm vào mục tiêu cải thiện quan hệ với Trung Quốc để từ đó sẽ cắt giảm sự hỗ trợ của Trung Quốc cho Nga, khiến Nga mất chỗ dựa rồi mới tính chuyện đánh bại Nga được. Nói tóm gọn lại thì biện pháp đó là chia để trị. Nếu chưa thể cải thiện được quan hệ với Trung Quốc nhằm đạt mục đích kia thì ít nhất trước mắt cũng hạn chế bớt sự phát triển của liên minh Nga-Trung hoặc là gieo rắc sự nghi ngờ lẫn nhau giữa hai nước này. Một nguyên nhân quan trọng khác là năm sau là năm bầu cử Tổng thống Mỹ. Biden nếu muốn tái cử nhiệm kỳ 2 thì phải chứng tỏ là có thể giải quyết được mối quan hệ với Nga và Trung Quốc. Đối với Nga, chiến tranh Nga-Ukraine là sự việc đã rõ ràng, Mỹ không thể thỏa hiệp, vì mọi thỏa hiệp đều chứng tỏ Mỹ bạc nhược trước Nga. Như vậy, chỉ còn một cách là phải tìm đến Trung Quốc để giảm căng thẳng với Bắc Kinh, qua đó tạo thuận lợi cho chiến dịch tranh cử của Biden. Nếu Biden tái đắc cử, câu chuyện Mỹ-Trung sẽ được tính lại sau. Chương trình hôm nay xin dừng tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại